À, con chào chú Nghĩa. Khó quá. Biết Chào chú các Nghĩa bạn. từ cái hôm hôm trước qua nhà chú Nghĩa coi chú Nghĩa nói á, mà từ cái hôm đó giờ là cũng thấy chú Nghĩa có vô xem con like chút xí, nhưng mà mời chú Nghĩa không trả lời. Chú Nghĩa hình như là cũng ít đọc những cái comment ở dưới. Chú Không Nghĩa phải, tại vì ổng rồi chú không khỏe, chú không được khỏe. Chú đang nằm võng này con thấy không? Cái mùa này là sức khỏe chú nó ấy lắm, nó không có tốt cho nên thời tiết thay đổi là chú khó chịu người đó chú. chú còn bị thương Tại cái đầu nè, cho nên nó nhức đầu lắm. Con nhìn thấy không, nó còn cái mũi đạn nó ở đây nè, chưa có lấy ra là được. chú cái đó là chú bị bắn sạc qua hay là nó bắn vào trong chú? Cái trái rocket kết nó bắn văng ra tùm những cái cây đinh mà ở sau nó có ba cái nhánh nó quay vậy nè, nó trúng vô đầu chú, cái nó quá tầm á biết không, nó trúng vô cái nó cắm vô đây. Rồi trong điều kiện chiến tranh bác sĩ chắc người ta cắt bớt cái đuôi rồi nó ở trong đó Dạ tới con giờ hiểu luôn, rồi. cho nên mùa lạnh Mình mùa nắng như là nó nhức đầu lắm. sao mình không mổ để lấy ra hả chú? Lấy ra thôi, cái hồi thời đó điều kiện nó không có được tốt để mà lấy đó, nó nhiều dễ nhiễm trùng lắm đúng không, cho nên rồi thôi nó yên rồi thôi, mình thấy nó yên thôi để nó ngủ nó luôn đi. Tới giờ này con nhìn thấy nó hơi ù rồi. Nè nói nghe Cứ vậy nè, muốn luôn. nghe chuyện thôi kể chuyện này nha, chuyện bộ đội câm và cán bộ ma. Mình nói chuyện À, cái nhiều chuyện của chuyện chú lắm rồi tụi nhưng con mà cũng chú muốn kể nghe lắm. tụi con nghe nó, tụi con nghe hoài rồi mất công ghiền. Bây giờ nè, nói chuyện Ghiền chứ bộ sao đội không câm ghiền cho chú. nghe như không. Thế giờ nè, những năm mà gần gần tới cái thời gian mà sách giải phóng á, thì cái bộ đội tăng cường là bộ đội miền Bắc nhiều lắm. Thì mình ra mình tiếp xúc với dân á, thì là nguyên tắc là không được nói. Được nói cái gì đó là mấy miền Nam chú nè mới được nói với dân, nói chuyện dân. Thành ra đó là tại vì nói cái giọng Bắc á, thì hồi đó nó tuyên truyền này nè là cộng sản bắt việc xâm lược miền Nam, cho nên mà ra người dân mà ở tùng vùng tạm chiến mà mấy cái cửa khẩu đó mà tiếp xúc với dân mà nói giọng Bắc thì người ta hiểu lầm. Cho nên mấy chú bộ đội là nín thinh hay là cán bộ tăng cường bắt được nín thinh không có nói gì hết trơn á, cho nên người dân người ta hiểu lầm, ta nói đây cái này là bộ đội câm cứ thiệt nó nghe. Nhưng mà sợ cái vụ đó ha. Rồi nói cán bộ ma cái này mới tức cười. Tụi 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 tình ba tụi mà nó nói chung tụi gián điệp, tụi nhảy toán rồi đó ha, nó nghe người dân Tụi đồn gì đồn chú? Gián điệp với cái gì á, chú? cái tụi nhảy toán á, tụi biệt kích Nghĩ nó toán nhảy là gì chú? toán á, nó nhảy nhảy toán À nói con vô hờ. dùng nghe không á, nó nghe người dân nói nó về nó đồn cái khủng khiếp lắm. Thế có cái chuyện nó như thế này nè, cán bộ ma là gì nè, thường thường á bọn chú mà đi hành quân á nha, đêm đêm á, đi đi ban đêm không à, đêm đêm thì trời nó lạnh, rồi mấy cô y tá cô rắn mắt lắm, cô lấy mấy cái chai dầu á, ví dụ nha cô có mua, cô có hai chai dầu, có một chai á, dầu gió đó, cay cay nha, cô đổ ra ăn nữa, cô mới cho thuốc đỏ vô nữa nha. Rồi cái cổ đi đường cái đêm cô biết không, trời nó lạnh á, trời nó lạnh cái cổ dừng quân lại, cái cổ lấy cái chai mà dầu gió mà bên mà không phải là thuốc đỏ đó, cổ sức vô, cái nghe mùi gió nó thổi á, thôn quá cái đứa nào cũng bu lại xin cho sức miếng đi. Rồi cổ là bộ ê này sức ít thôi nha, rồi cho biết sao đêm tối mà không thấy đường đó, rồi cái quẹt quẹt nha, quẹt ở lè lưỡi ra quẹt quẹt tùm lum hết để cho nó cho nó ấm nó thơm. Mà tới sáng mai ngủ giật mình vậy biết sao, dòm nha ta nói hả, cái mặt đó nó đỏ tè le là lưỡi ra cũng đỏ nữa. Rồi đi đường mấy cháu mà ở trong đường giải phóng nó thấy nó nói cán bộ ma là quẹt tùm lum hết, chứ thật sự nó là như vậy. Cái thời mà chú Nghĩa tham gia chiến đấu chú Nghĩa là cái trận đầu tiên mà chú Nghĩa tham gia chiến đấu là ở mặt trận nào vậy chú? Chú hả, chú nghe nè, chú công tác ở trong thành phố, chủ yếu á làm công tác công khai trong thành phố á, nghe không? Thì gọi là bắn phát súng đầu tiên á, thì thực sự lúc đó là chú chưa biết sử dụng súng, chưa có biết sử dụng súng, tại mình là không phải là mình tham gia mình chưa có biết sử dụng súng. Nhưng mà bắn bắn phát súng đầu tiên là nó như thế này nè, hồi đó chú xuống cái bàn đạp,
Hồi xưa nó có cái chỗ mà từ vùng giải phóng mà đi ra với cái vùng mà tạm chiếm á, mình hay làm những cái bàn đạp, dùng cái từ là cái bàn đạp là để mình từ ở đó đó mình bước vô trong vùng mà tạm chiếm, mình đi trở ra vùng giải phóng á. Thì là gì, hôm đó tới cái phiên chú á, trực cái bàn đạp đó, thì là có cái thằng lính nghe không, nó mới cầm cái súng chắc nó đi săn hay gì đó, nó cứ đi ngay vô chú, đi ngay chú sợ quá chú chụp cây súng qua chú nhảy xuống dưới, mà trời mưa con biết xuống cái công sự nước nó ướt cái nào mà nó rung, trời đất ơi, hai cái đầu gối á nó rung mình mà bập, nó rung hai cái đầu gối nó bập 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 như nào, mà súng thì không biết làm sao để bắn, mà cầm cây súng chĩa vô nó mà cái giá vậy, từ giá trời mày đi vô cá giá trời mày đi ngay vô tao, mà đi vô tao tao lại mày đừng đi chết tao. Rồi thấy mấy thằng mấy đứa mà nó đi công tác nó về đó, nó đưa ra chú mới lên đạn là vậy ha, rồi bật khóa AK nó bật xuống là vậy, là bóp cò là nó nổ nha, cũng làm giống vậy mà con biết không, ngồi dưới nó rung, trời ơi là nó rung, nó rung mình sợ không biết cái đó nói tả cái cảm giác mình vừa sợ vừa hộp, sau đó may sao lính với sao nó men 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 nó băng đường khác nó không đi, chứ đi ngay chú chắc là đó. Rồi nó đi xong rồi á, đi xa rồi đó chú mới nói ủa mình không biết sử dụng súng thôi đâu, thử 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 tìm cách bắn coi, bắn một lần thử có nói sao không, chứ phải đi xa thì xa mới bắn thử, trời ông nội mẹ không ai chỉ mình bắn, để cái súng làm sao cho nó an toàn, nó bắn nó giật AK hả AK nó giật phát một với chú? một Một cái giật dây một của cái tao nếu mà không ấy là gãy vẫn ấy dài luôn đau á. lắm, trời ơi tao nói nó đau mấy ngày vậy đó biết không, nó đau lắm đó, là phán bắn phán chú đầu tiên mà gặp thằng lính thì phải không, ngồi ở dưới công sự á nó rung nước ướt rồi nó làm bẹp 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 hai cái đầu gối mình nó nhập 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 vô, cười lắm đó, đâu phải nói là hay đâu, nhưng rồi khi bắn được phát súng nó rồi đó, từ đó nó mới bắt đầu nó có cái điềm tĩnh, nó mới có cái điềm tĩnh, đây là gọi là kỷ niệm bắn phát súng đầu tiên nó vậy đó. Tại cái Hôm hồi trước mà nổ súng nó hơi con ngồi con coi cái like của bên chú, con có nghe chú nói cái đoạn này, nhưng mà chắc là chú cũng muốn giữ lại, hay là lúc đó vì thời gian nên chú không có nói ra hết. Là con nhớ là chú có nói đến cái việc là lần đó là chú cầm súng chú có chĩa cho ông Đào Minh Quân rồi, nhưng mà chú không bắn. đúng. Thì con cũng không biết, muốn con muốn biết rõ hơn về cái chuyện này lắm, không biết là chú có thấy tiện kể hay không. Chú không tiện kể đâu con, tại vì biết sao không, cái này nó tế nhị lắm, chỉ có khi nào đó chú cơ hội đó chú đối diện với ổng, chú sẽ nhắc cho ổng nghe hay hơn, tại vì là người lính mà cầm súng mà bắn hay Làm không sao mà bắn ổng là đối quyền diện với của mình, chú bây giờ, chú không biết ổng ổng trốn về độn con về ổng cún giải non bên phóng mà, kia vậy, sao ổng độn về ổng mà giải đối phóng này diện đi, kỳ này mà ổng gặp chú ổng đối diện với chú nha là bóp cò thiệt à, chứ không phải là không bóp cò đâu nha, nhưng hồi mà nãy rồi hồi nãy thôi, vì mình cái chuyện đó là coi như là con hỏi lần để con biết rồi, mốt con không hỏi chú nữa thôi. rồi 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 hồi nãy con cũng hồi nãy đang hỏi, nhưng mà chú chỉ là trả lời phát súng đầu tiên thôi, chú cũng chưa nói là giống như là cái trong cái chiến, giống như là trận chiến đấu nào, trận chiến đấu đầu tiên của chú á đấu đầu đó. thì tiên thì đó hả, uh, dạ là nó bị chống càn đó, đó về căn cứ đó, tụi tụi nó chống càng tụi được kích đó, nó là về căn cái càn tràn tràn ngập gì lĩnh gì đó ta, cái chiến dịch gì sau sau hiệp định Paris hả chú? à, sau hiệp định Paris á, lúc đó tụi chú đi về đi tiếp đi đi sát vô rồi, đi sát vô rồi đó, thì tụi lính nó ở trong đồn á nó càn ra, nó càn ra thì là chống càn với nó, thì tất nhiên là hai bên nổ súng với nhau, nhưng mà do mình nó mình chủ động, tại vì mình ở một cái trạng thái là mình luôn luôn quan sát nó, còn nó phải từ Sẵn ông sàng đồn chiến nó đấu ra rồi đúng không? à, nó đồn ra thì nói chung là có bắn nhau đó, thì có ai rủi ro thì chịu thôi, thì nó súng nổ mà, nhưng mà khi súng nổ có biết không, là một cái người lính á khi mà nổ súng á, cái mùi thuốc thối của súng nó làm cho mình biết không, không có biết sợ nữa, chứ mà chuẩn bị nổ súng nó hồi hộp lắm, tôi nói con chuẩn bị nổ súng nó cái tâm trạng nó khó tả lắm nha, địch nó từ từ ở đằng kia nó càng tới mà con biết không, cái cảm giác hổ có sợ không ha, chú nói thiệt nha, sợ lắm, sợ chỗ này nè, nhất là nếu mà con thấy cái xe thiết giáp mà có loại bốn bánh cao su á, ở trên nó có cái đại liên ha, nó mà phát hiện quả điểm của mình ha, nó chạy một phát một mà, con biết bình thường mà thấy nó chạy rì rì đó, nhưng mà nó chạy nhanh lắm, nó chạy tới ngay công sự mình càng mình luôn nha, cho nên con biết không, nó mà lao tới thì súng AK mình đâu có làm gì được nó, chỉ có B40 mới quất được nó thôi, mà hồi đó B40 thì nói chung là
xạ thủ B40 á, họ họ có một cái hạn chế, tức là mỗi người bắn mấy trái thôi chứ bắn nhiều kiểu không nổi nha. Nhưng vậy đó mà ở trong chiến đấu có khi là có anh nó bắn tới 7 trái Ủa, riết con một tưởng là tay trong luôn. một cái tiểu đội á chú. Con tưởng là trong một tiểu đội là mình có một cái thủ B40 chứ. Là biên Có chế chứ, trong một tiểu đội đúng có đó, mà mỗi một người á, thí dụ như mà mình là mình ấy đó thì mình làm cái nghĩa vụ là mình phải mang mỗi người đó là hai cái 40, hai cái 40 á, nghĩa vụ gọi là mình mang cho cái Dạ. người đó đó nha, ngoài cái gạo, ngoài cái đạn của mình, rồi nói chung những cái trang thiết bị riêng cá nhân mình, súng cá nhân của mình thì mình phải mang thêm hai cái trái B40 41 thì nghĩa vụ Chú nha. Rồi đó coi Nghĩa, hả. chú cầm ở dưới chú cầm nói chắc cha này bắn Chắc cha nè. này bắn tao Con xin giới thiệu nè với chú, con hả? xin giới Chú thiệu với cầm, chú chú có là nghe chú ông nói cầm chuyện là ngày rồi, xưa ông này là rất là vui, tôi dạ thích cái tính cách của anh Cầm lắm nha. Chú không có giận dạ hờn gì nhau đâu, tụi chú già rồi thương nhau là chủ yếu, dạ chứ ngày mai chớ nhau thì chi đúng không. chú cầm hồi nãy chú Chú cầm chú nghe nói ông là nói ngày chuyện xưa chú rồi cầm cũng mà bị nói chuyện thương dữ á, rồi, chú thích anh chú lắm. cầm cũng ngày xưa chú nói dạ chú nói Nhưng là mà chú hồi cầm chú đó nói chú này là ngày đối xưa hình diện như chú nhau là cũng bị phải nổ thương súng bởi cái à. đạn B40. Dạ Đây, B40 á là nó, con biết sao, nó là cái loại đạn miễn. Còn cái B41 là nó dạ đạn lửa. Đạn lửa đó, nếu mà trúng cái trái B41 mà nó nằm mà xe tăng mà trúng cái là sụm mà chà liền à. Người ta bắn xe tăng là người ta bắn thường, người ta bắn cái B41, còn bốn mốt B40 luôn là chú đánh B40 là đánh sát thương. Ví dụ như cháu thấy nó có dạ cái công sự á, hay cái đồ cái gì mà cháu cần phải tiêu diệt nó là bắn cái B440. Còn B41 là nó bắn dạ lửa, nó cái nhiệt độ nó nóng tới mấy ngàn độ luôn mà. Khi nó nổ mà nó chui vô cái xe tăng nó nổ thì ở trong xe tăng là không có cái gì mà chịu nổi hết. Nha. Đó thì nó Nhưng mà vậy đó. cái B41 đó hình như đạn nó đạn xuyên giáp rồi phải không chú? Đạn xuyên mà bắn nó là phải khéo lắm, Thì tại vì có biết sao, ở ngoài chiến trường á vậy nè, chú cũng ít có đánh nhau lắm, nhưng mà nhìn này chú chủ yếu dạ là chú không phải là dân mà trực chiến ha, chú làm công tác cũng giống như cơ quan vậy đó, bảo vệ đơn vị là chủ yếu dạ thì cái B40 á hay B41 á, cái người bắn á, là phải bình tĩnh lắm, tại vì cháu chỉ cần rung tay cái bóp cò là nó giọt mất tiêu dạ à, nó không có trúng nha. Thứ hai nữa mà rung quá nó quên mà gắn cái thuốc nhồi ở làm sao á, cái trái B40 nó có cái thuốc nhồi, dạ nó phải dặn cái thuốc nhồi vô cho bắn thì nó tống được, mà nhiều khi rung quá quên mẹ chơi luôn cái trái, bắn cái giọt hay trước mặt nó quay vòng vòng rồi đó. Cho nên cái người bắn B41 á họ phải bình tĩnh lắm. Thứ hai nữa họ họ phải có kinh nghiệm mới bắn trúng được cái xe tăng, vì nó đâu có đứng yên đâu con, nó chạy nhanh lắm, cho nên anh phải bắn thế nào đó. Vậy mà có nhiều anh đúng không, là bắn có khi là bắn một lần 6-7 phát thì đó là điếc lỗ tai luôn. con có hỏi chú cái này là hôm trước chú có nói là chú đi chiến trường bom bót phải không chú? Không không, Chú có đi mà không chú? chú có Có đi không bom chú vậy? bót, chú không Dạ. có, chú không có chiến Dạ. trường, không có bom bót. Vậy là chú chỉ chiến đấu ở trong miền Nam thôi đúng không Chú ở miền Nam, chú chủ yếu là ở Sài Gòn, ạ? lính ít có À. cầm súng lắm, đánh nói chung là Vậy có thể nói là giống như là chú là lính kiển á hả? Nhưng không mà sao phải, lính kiển được? Lính kiển sao không bị phải thương đâu vậy con, được? lính đó là chính lính của chế độ cũ, nó có lính kiển là nó mặc đồ vô xong rồi nó đi trình diện xong hết rồi nó về, nó là lính kiển là vậy đó. Còn cái lính này không phải lính kiển, lính này là lính chiến đấu trực tiếp trực diện nhưng mà là không có Dạ mang súng, khác cái là à nó có mang súng mình không có mang súng, là đối diện với nó phải mưu trí, phải bình tĩnh, phải nói chung là phải khôn khéo lắm á, mới 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 vững vàng được với nó nha. Riêng cái bộ máy mà tâm lý chiến của nó khủng khiếp lắm, nó đánh là không phải, chú xin nói con như là những người tồn tại tới bây giờ mà giải phóng là cũng phải vượt qua những cái đấu tranh tư tưởng gì lắm, chứ không lơ mơ chiêu hồi à, nó đầu hàng Dạ. à. Vậy cái áp lực về 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 vũ khí của nó ha, áp lực về tâm Dạ. lý và nhiều thứ lắm nha, thì mình phải vững vàng lắm, phải về nè, quan trọng là nè anh em đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau, khi nào có người nào bắt đầu cảm thấy hơi bị dao động ha thì tập thể đóng góp giúp đỡ này kia nọ vậy đó, là vì là con người mà con.
con người nó Dạ. có cái gì đó, lúc mà đâu phải nào cũng là mà một hai ba lao hết vô đâu, đúng không? Con có Rồi một cũng cái có câu sự dao hỏi động. này là muốn dành cho chú, hay là thật ra là cũng có chú Hoàng cũng có kể, chú Cầm cũng đã kể rồi, nhưng mà ở chú thì cũng có thêm một cái thông tin là ví dụ như khoảng năm trước, năm 75, giống như là cái khoảng thời gian ngắn trước khi mà giải phóng và sau khi giải phóng, cũng khoảng một thời gian ngắn trước khi mà có chiến tranh với Pol Pot vậy chú, thì cái cuộc sống của người dân ở miền Nam nó như thế nào hả chú? Con đang nói ở chỗ nào, chỗ cái đoạn nào trước trước khi giải phóng? Dạ trước khi giải phóng, ví dụ như là khoảng từ năm 74 đến năm 75 Ừ, đó, rồi rồi từ năm cuộc 75 đến năm sống của 79 người dân thì miền cái khoảng Nam thời hả? gian đó cái người dân Việt Nam mình sống thế nào chứ? Bây giờ nói vậy nè, chú nói con nghe, chú chủ yếu là ở Sài Gòn Dạ nha. Chú tại ở vì chú đâu nói ở chú mới Sài biết Gòn ở thôi. đó, chứ nếu mà con bảo chú Dạ về miền Tây chú thì thua rồi, chú đâu có về miền Tây dạ đâu. không, vậy chú nói ở khu vực Sài Gòn thôi, khu vực chú sống À, thôi. ở khu vực Sài Gòn là như nè, chú nói về những cái người mà trẻ tuổi đi nha, Dạ. người trẻ tuổi ở cái thời tụi chú á nha. Dạ. Thế thì nó có mấy cái dạng, một cái dạng thứ nhất đó là như nè, nó lớn lên á, nó tới tuổi nó phải đi đi quân dịch. Đứa Dạ. nào mà nó không muốn đi quân dịch đó thì nó có nhiều cái dạng gọi là trốn lính. Ví dụ như là nó trốn lính về, nó cố đi học đó để nó được quản dịch vì lý do học vấn, ví dụ vậy Dạ. ha. Rồi có đứa thì nó gây cho nó bị cái những cái tổn thương về 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 sức khỏe của nó đó nha, Dạ khỏi để đi nó luôn được chú. quản dịch. Thí dụ như nè, nó làm cho nó bị Dạ. bệnh lao á, nó hút Dạ. thuốc á, mỗi lần đi khám sức khỏe đó mấy ngày nó thức đêm, nó hút thuốc nhiều lắm, Trời ví trời dụ trời vậy trời, đó, ghê vậy. để cho cái phổi nó bị nám. Nó Dạ. chụp hình cái phổi nó bị nám nha, thì nó sẽ được giống như bị tạm thời quản gì đó, giả sử vậy Dạ. nha. Rồi có những đứa nó quản dịch vì lý do gia cảnh, ví dụ như là con một thì nó không phải đi quân dịch, vì quản dịch vì lý do học vấn. Nói chung nó có mấy cái dạng vậy đó, mấy cái dạng mà để trốn lính. Mà thanh niên hồi đó là nó trốn lính là chủ yếu, trốn lính rồi mà nó không có thích đi lính đâu. Còn cái thằng nào nó đi lính tình nguyện, nó vô mấy cái lính dữ dữ á nha, Là ghê, bị hoặc là đèn nó không trốn vô. lính lâu quá đó, nó không biết chừng nào mà hòa bình được, cho nên nó bị bức xúc. Nó còn biết không, nó bị giống như bị sếp vậy đó, ở trong nhà Dạ. nó trốn chui trốn nhủi đó, nó chịu không nổi ha, nó đi đằng lính chẳng thà thì chết thôi chứ giờ chịu không nổi. Nó cũng có dạng vậy, tức là thanh niên nó có mấy cái thành phần mà nó gọi là đi theo đi đi lính á, thành phần đi lính á, quyết tâm đi lính á, mà để mà ấy đó thì nó thường thường đó là đạo Thiên Chúa nha, hoặc Dạ. là thường thường là gia đình nó, cha mẹ nó là quân nhân á nha, rồi nó công chức Dạ. gì đó ha, ví dụ như đó đó thì là vậy. Nhưng mà cái số mà gọi là mà trong thí dụ như đó, chú Cầm chắc ông biết là thí dụ như 100 người lính á, thì theo Dạ. chú đó mà chừng khoảng chừng độ 10% rồi đó, tới 15% là lính mà nó gọi là nó muốn muốn làm lính, còn lại biết sao là không muốn đi lính, chẳng qua hoàn Dạ. cảnh mình không có cách nào, đúng không, đi theo giải Chú quyết Cầm chú cho không muốn đi biết lính đâu chú Nghệ ơi. đi. Chú Cầm là chú không muốn đi lính đâu, chú đi đi mua bánh mì mà bị bắt quân dịch đó. Rồi đó, có những người bị bắt quân dịch tới tuổi chụp cổ, đi đường lơ Dạ hôm mơ đó hồi đi giấy mua cái đó là khác chụp ăn đi cổ. không chịu, hôm đó đi mua cái khác ăn không chịu, ai 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 ai, ai biểu đi mua bánh mì chi thì bắt. Không, chú nói con nghe vậy nè, cái người mà tuổi thanh niên á hồi đó đó mà cứ trốn hoài đó, nó bị áp lực về tinh thần lắm. Con nghĩ đi, mình là con cứ tính đi, một cái người thanh niên mà cứ trốn trong nhà riết tìm cách trốn hoài như thế, năm này qua năm kia đó, cái tinh thần sao, cho nên mà bước Dạ. ra ngoài là bị à. Thì hàng năm nó có một cái ngày này nè, cái ngày này mà người ta hay ra đường mà người ta ít sợ đó, đó là ngày ngày à, cái ngày Quân lực Việt Nam à, Cộng mà hòa hả chú? cái ngày 24 tháng 12 đó, Dạ. khuya hai À mươi ngày bốn đó tháng mười Noel. hai là cái ngày Noel á, thì ở Dạ. Sài Gòn á là nó không có gọi là cấm 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 cái gì quên cho ta không biết quên là cái gì, giống như là nó không có giới nghiêm nha, mà nó không có Dạ. bắt lính nữa, nó thả cho đi. Tại À. vì sao, có biết sao, hồi xưa đó là cái tổng thống Nguyễn Văn Thiệu á là người đạo Thiên Chúa nha. Dạ. Rồi nói chung là tự nhiên nó vậy đó, cái thanh niên nó đổ ra đường cho tới ngày nay, cái tới ngày ngày Noel là cô thấy không, đổ ra đường đi chơi chứ đâu phải tất cả là đạo Thiên Chúa đâu, mà nó bắt đầu từ chỗ đó đó. Thì mấy cái anh mà bị trốn nhiều đó bây giờ có cơ hội đi
chơi phải tranh thủ về sớm sớm một chút, thoải mái, nó có xét giấy tờ cho nó có mắt, không có bắt lính đó. Cái ngày đặc biệt đó là năm, cho nên đó là giống như năm có một ngày mà xả trại vậy đó. À Trước khi mà chú qua cái vấn đề sau năm 75, con muốn hỏi cái con này là cái chuyện mà bắt đi quân dịch vậy chú. Thì thật ra là giống như chú ở trong miền Nam, ở trong Sài Gòn, là chú hoạt động ở trong Sài Gòn cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đúng không chú? Đó thì nếu ví dụ như mà địch kêu chú là bắt lính chú á, có khi nào là bên mình tổ chức cho đi luôn chú, hay cái là này mình nè, cũng trốn? không, cái này á là cái này là phải ấy nha, cái này là phải người ta phải tuyển chọn dữ lắm, tức là tuyển chọn để làm để đào để nè để nuôi dài đó, mà nuôi giống như tình báo rồi đó nha. À, cho nên cho thấy là có rất nhiều người họ mang cấp hàm là trung quý, đại quý gì đó, nhưng mà là họ người của Việt Cộng. Bạn của mình không? Cháu hiểu không? Bây giờ cháu biết không, tới cái Dinh Độc Lập mà còn có ông tướng nằm trong đó thì cháu hiểu đi, rồi cháu biết là nó từ cái đoạn nha, Ông chủ tịch ông hạ tướng viện hay chủ tịch thượng viện gì cũng là của mình phải không chú, bây giờ chú cũng không nhớ ông Hạnh ông gì đó, lâu cái lâu ông quá mà chú thay quên mặt của rồi. Dân Thiệu đi qua bên Mỹ để mà nói chuyện với tổng thống Mỹ xin cứu trợ gì đó? Chú bây giờ chú không nhớ nổi cái đó, nhưng mà biết sao chú biết đó là nè, trong vấn đề tình báo á nha, là mình rất là nhiều ngay trong Dinh Độc Lập luôn đó, cháu biết không, đánh giặc mà nó ở trong ruột mình đó, nó mẹ ta rồi khó đánh thắng, nó là vậy đó, khó đánh thắng nó là vậy đó. Mà hồi xưa đó vậy nè, cái tụi mà Thiên Nga Phượng Hoàng đó là tụi tình báo mà nó gửi vô, nó đưa vô vùng giải phóng cũng nhiều lắm, đào tạo ghê lắm, sĩ quan cảnh sát hay gì đó, con gái là Thiên Nga, con trai là Phượng Hoàng, tụi đó là nó chui sâu leo cao nha. Thì bên này mình đánh gián điệp vô bên đó làm sao thì nó cũng đánh gián điệp vô bên mình vậy, nhưng mà bên mình thì biết sao, nó có cái mạng lưới nhân dân, nó có cái an ninh của mình nó chặt lắm, cho nên là nó dần dần nó lộ hết rồi nha. Thì đó là nói cái chuyện như vậy. Còn hỏi sao chú ở cái tuổi chú làm sao mà làm sao thế nào đi ở trong Sài Gòn nó cũng sẽ có đề lính, thì hồi đó như là chú đã làm vấn đề quản dịch gì do học vấn đó. Tức là mình hợp pháp, hợp pháp đó. Ủa, dạ. Tức là mỗi người phải tự mình nó là nhờ tổ chức, là nhờ cả tìm cách để cho mình đi lại hợp pháp, và trong túi mình phải có tiền. Gặp cảnh sát mà Dạ. nó núng cổ mình đó, mà nó nghi nghi ha, thì đút mẹ cho nó Đúng. ít rồi nó cho đi à. Trời Trời ơi, nó ơi, hối nó tham lộ ghê nhũng. lắm, Nó ăn hối lộ từ hồi đó luôn rồi hả chú? trời ơi đang có lộ khủng khiếp lắm, con biết ha. Trời ơi, đừng có nói chuyện, nó cứ đưa tiền là đi à nha, nó mà đi ruồng bố nó bắt lính, nó nghe có nhiều người mà trốn lính đó, người ta chung vô cái lu nước. Chú nói con nghe nha, người ta lấy tiền người ta để đến đầu rồi nè, ta ngồi xuống người ta đậy cái nắp lại, cái nó đi kiểm tra đó, nó dở lên cái nó thấy tiền nó hốt, Thấy nó lấy nó tiền đụ thôi. má hốt tiền cái nó đụ má, ở đây không có thằng nào hết. Nghe nói ở đây có thằng trốn lính mà không thấy thằng nào hết, rõ ràng chì nhau, con hiểu không, nó có nhiều cái vậy đó. À, Vậy thì mà báo ta hồi chí, giờ đó là tiền bao bạc que không ai đăng mấy cái vụ này hết chứ. Mấy hả. vụ này mà chụp hình lại rồi đưa lên là chắc là Nguyễn Văn Thiệu đuổi việc hết. Rồi hồi Đúng đó không? nó là vậy mà đuổi gì rồi ai làm, thằng nào có nhường nấy ai làm, có biết sao không nè, nó còn cái bộ phận trẻ nữa nha, nó bị bế tắc đó. Nó chơi ma túy rồi lắm nha, nó phong trào hippie này cái nọ ha, nói chung rồi đó, tức là thanh niên nó bị phân hóa ra nhiều cái thành phần lắm, nhiều nhiều cái tầng lớp lắm, vào cuộc sống bế tắc á nha, cái số đi lính số này nọ đó. Chú nói về cái hiện trạng của cái thời đó nó là vậy đó, thanh niên nó bế tắc đó, là nó lao vào con đường ma túy cũng có rồi này nọ, nói chung là cái xã hội nó phức tạp lắm. Còn vấn đề mà có tiền á, có tiền mua được cái ghế quận trưởng luôn á, ví dụ như con muốn Quận làm, trưởng hả chú? con muốn làm Quận quận trưởng là trưởng, giống như là chủ tịch quận mình bây giờ hả chú? nhưng mà con muốn làm quận trưởng là con phải học cái trường quốc gia hành chánh á nha, con tốt nghiệp xong cái trường quốc gia hành chánh, con cảnh sát á thì con phải là hình như là từ từ thiếu tá trung tá gì đó, bỏ ra 10 triệu á là vợ ông Thiệu cho đề nghị là nha, bên tổng buộc lên ngồi đó là quận trưởng quận 10 rồi ăn hối lộ rồi gỡ lại
nha, ví dụ vậy đó, cái quận nào cũng có giá, mỗi quận nó có giá, quận nào mà giàu thì giá khác. Cho nên đó là mấy thầy cứ nói là trời ơi, cộng sản nó hối lộ thì cái đó đó, cái hồi xưa nó còn ghê gớm hơn vậy nữa. Đó là sự thật đó. Bây giờ anh cầm không biết là đó đó có anh cầm anh nghe đó, con hỏi anh coi có đúng không. Nó tới nó mua cái ghế mà quận trưởng luôn, nó cũng mua luôn Tại cái ghế. là hồi xưa chú cầm đi mua bánh mì, nhưng mà chú cầm không chỉ cầm theo tiền để mua bánh mì thôi, chứ chú cầm không có cầm theo tiền để đúc, nên là chú cầm bị đi lính Ổng mà cầm thêm chút tiền nữa là xong luôn, cầm á, theo cho tốn nên nó tiền là nữa chắc không là thoát nghe. rồi. Là thoát rồi. Hồi đó con biết sao không, là nó là vậy mà, nhà nhà hối lộ, người người hối lộ, mà thằng nào không ăn là lấy gì mà ấy. Cho nên nó là vậy, nó À, là vậy. sau sau năm 75 sau mà khi sau ngày giải phóng đó chú, thì khoảng bao lâu là cái tình hình ở Sài Gòn mới tương đối ổn định hả chú? Lâu lắm con, tại vì là khi mà giải phóng xong rồi đó thì cái tàn phá của chiến tranh đó nha, rồi thứ hai nữa là lính mà nó giải ngũ ở đây nè nha. Thì chú hồi đó chú nhớ nè, ở đó năm đó gặp xui là năm 1976 mất mùa nữa, cho nó đói dữ lắm, ăn bo bo, có nhiều nơi người ta ăn lục bình đó nha, không có mà ăn nữa đó. Rồi cái thành phố mình nó gần như là cái chợ trời rồi đó. Có ra Sài Gòn tôi thấy trời ơi, nó làm chỉ là làm sao kiếm ăn, mạnh ai nó kiếm ăn, mà gạo thì nhà nước bán cho 40 xu ký nha, rồi cộng với một mười mấy ký thì gồm có khoai mì nè, có khoai lang nè, bột mì nè, rồi cái lúa mì của Liên Xô viện trợ nè, gạo ít lắm, gạo rất ít mà bông cỏ không à đó. Mà làm sao để cho đủ ăn đó, con biết không, là cả một vấn đề vật lộn chứ không phải chơi. Cho nên người dân ta khổ lắm, do đó nó có một số người đó, người ta không chấp nhận nổi cái hoàn cảnh đó, chịu không nổi người ta bỏ thì vượt biên nha. Cho nên mình cũng phải công bằng, mình phê phán nói này nói nọ thì phải thấy cái hoàn cảnh nào đó người ta khổ quá, người ta sống nói chung là đang 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 khá, giờ tự nhiên rớt cái đùng xuống đói, cái người ta bế tắc, người ta tổ chức, người ta vượt biên để tìm cái con đường khác đó. Thì xã hội đó thì tới giờ nào khoảng từ 75 á, từ 75 xong cái tới 79 Trung Quốc đánh mình rồi, rồi lại tổng động viên nữa nha, khổ ghê đó. Tới 79 đánh mãi tới, chứ phải nói về đời khoảng tới năm 1985 á, nhà nước mới thấy là phải mở ra, bỏ bỏ đi mấy cái chuyện mà gọi là tập đoàn sản xuất cái nọ mà làm không có lúa ăn á, nói chung cuộc sống khó quá. Giãn ra để cho người dân, người ta tự cố gắng, người ta vượt lên. Thì tới năm 85 á, hơn năm 1985 á, vấn đề bao cấp bỏ đi rồi á, nó mới bớt đi. Có nghĩa là khoảng 10 năm sau đó cuộc sống người ta mới đứng lại. Thì chú nhớ hồi giải phóng mấy năm sau đó con biết không, con mà đi khám bệnh nó có loại thuốc à, cái thuốc gì mà nó ép ép tại viên viên này, này tên gì lâu quá chú quên, bệnh gì gần như có thứ đó không à. Vô bệnh Mình viện nào mắc muốn cho cái mấy gì? con thuốc đó, mày dễ chảy con viên thuốc đó, mày đau bụng con thuốc đó, mày nhức đầu con viên thuốc đó, thuốc gì quên mẹ nó rồi, hỏi cầm cái không nhớ không. Đấy Hôm trước ở bên diễn đàn của ở bên không phải là nói đúng diễn đàn thì cũng không phải, nhưng mà ở bên cái live của chú có nói là chú không phải là đảng viên, đúng, đúng không chú? Vậy con muốn hỏi là cái chú có thể so sánh với con là cái khoảng thời gian đó với bây giờ chú có thấy khác nhiều không? Khác thì khác con thấy là nhiều, khác rồi đó, nhưng mà khác nhiều hơn không khác nhiều là khác về cái gì? chứ? Thay đổi về tất cả thành phố Hồ Chí Minh rồi chứ. Ô trời ơi, nó thay đổi nhiều lắm, thay đổi. Bây giờ chú, bản thân chú là dân Sài Gòn đây, chú còn đi lạc đi hỏi đường chú còn không biết nó chỗ nào nữa đây mà nha. Đây tức là nó thay đổi rất nhiều, nó thay đổi có thể nói như nào, so với hồi mà năm 1975 trước giải phóng tới bây giờ thì bây giờ nó thay đổi tới mấy chục lần, nó gấp mấy chục lần đó. Đó. Cho nên mà nói cái chuyện mà hòn ngọc chứ đâu, hòn ngọc chứ đâu mấy chút cười dữ lắm, có biết không, nói cho con nghe cái này nha, cái thông tin này nghe vui lắm nè. Ở ngoài Sài Gòn á, hồi thời Pháp thuộc nó để lại cho Ngô Đình Diệm sau này ha, nhất Cộng Hòa đó, con có thể tưởng tượng nổi không, là cái cao nhất á, cái nhà cao nhất là cái nhà thờ Đức Bà vậy đó. Cái nhà mà Vậy có cao khác nhất gì là đó, mấy nhà kia, nhà cấp 4 còn gì không nữa? phải cấp 4, cũng nhà đúc nó cũng có vậy đó, nhưng mà cái nhà thờ Đức Bà là cao nhất, nó có cái mũi lên vậy nè, có hai cái mũi lên, con ra nhà thờ Đức Bà này, con thấy không,
đúng không? Dạ. Sau tới tới Nguyễn Văn Thiệu ấy, xây dựng cái xây lại cái Dinh Độc Lập á theo hình chữ T đó ha nha, Dạ. thì ba mà con nhìn thấy có ba cái cột cờ á, Dạ. thì theo hồi đó đó, theo tôi biết đó, tôi nghe đó ha, là ông Kim Tinh Gia Quỳnh Liên á, hồi đó ông Thiệu ông đạo Thiên Chúa vậy đó, ông đạo theo thôi nhưng Dạ. mà ông mê cái vụ này lắm nha. Cái rồi hỏi thăm Kim Tinh Gia Quỳnh Liên á, thì ông nói vậy nè, bây giờ cái muốn cho nó tồn tại thì đưa cái xây cái cột cờ đó, nó phải cao hơn cái nhà thờ Đức Bà Dạ. 21 phân, cái nhà Phải đo. để chú giải thích cho nghe. Cái Dinh Độc Lập là do ông Dạ. kiến trúc Ngô Viết Thụ ông thiết kế, ông xây dựng, thì lấy cái cốt nền đó, không biết cái cốt nền nó cốt giro xây nhà, thì hồi xưa là tất cả đó đều thấp hơn so với cái cột của nhà thờ đó, đều thấp hơn nó đó nha, tất cả cái xung quanh bưu điện này cái nọ là đều thấp hơn nó chân đó, có để ý thôi đúng không? Thì khi mà xây lại thì ông trên tay gia Hoàng Liên ông nói như này, cao hơn cái cột nhà thờ 21 phân, hay là truyền thuyết nha, chú nói vậy chứ bây giờ người Dạ. sở học chú không có chứng minh được. 21 phân rồi, có biết tại sao không? Nếu con chia đó mà cứ bốn á, con chia cho bốn nó dư một, mà người ta nói cái cung nè sinh lão bệnh tử đúng không nha, Dạ. nếu con làm tròn 20 là con vô cái cung tử, cung tử là không được, như vậy nó 21 là dư ra là sinh, để cho nói về nó trường tồn á, trường tồn tao Dạ. không thấy, không thấy cái 30 tháng Xong đó là có 2-3 năm sau là ổng chạy mất tiêu. tiêu mất tiêu luôn. Là con biết sao, Dạ. đó là cái truyền thuyết người ta xây dựng á, người ta nói cái cột đó đó nha, cái cột cờ cao nhất ở cái Dinh Độc Lập á, ở tiền sảnh có đứng dưới nhìn lên á, cái cột cao nhất đó, nó cao hơn cái cột của nhà Dạ. thờ 21 phần, đó là truyền thuyết thôi chứ chú đâu có cái cơ sở nào khoa học để mà chứng minh được cái đó. Nhưng mà hồi chú còn nhỏ thì chú rõ ràng thấy là cái nhà thờ Đức Bà nó cao hơn hết, cao hết xung quanh, nó không có cái nào cao bằng cái nhà thờ Đức Bà hết. Thầy nói đó là cái suy nghĩ về cái quyền lực của đạo Thiên Chúa với cái thời kỳ Pháp thuộc hay sao đó, chú nghĩ gì chú không biết đúng không, mà nó cao lắm, Dạ. cao hơn hết. Cái đám cưới mà con gái của Nguyễn Văn Thiệu năm 1872 đó, nó mặc cái áo cưới mà cái gì mà dài ở sao á con, cái đó kêu cái gì, Đua nó cá. từ từ ở trong nhà thờ nó kéo dài ra tới ngoài đường luôn, phải có mấy đứa dở đi theo dở, cái dở trên đầu á vậy, cái đó cái gì không biết, À. cái đó là cái gì không biết, nó mặc cái áo cưới Còn rồi không biết, cái nhưng mà gì cái đổ đó lên là đầu dính á, lên bộ cưới. Nó đổ là một lên bộ đầu giống như đầu cái đua dài cá ra chứ đó, làm sao không vô. ừ dài ra tới ngoài đường luôn, phải có mấy đứa nhỏ dở lên vậy nè. Hồi đó đám cưới rồi nó chú biết mà, cho nên ở Sài Gòn này nó có nhiều cái điều mình biết lắm. Con thấy con ấy cái gì con hỏi chú nói cho, cái nào chú nhớ chú Vậy nói là cho, bản thân chú được chú thấy là Sài Gòn bây giờ với Sài Gòn lúc đó thay đổi gấp mấy chục lần. mấy chục lần á, không ít đâu Con nè thấy là thay đổi nhiều hơn mấy chục lần. chú xin nói con mấy chục lần đó là mình nói như vậy để cho Dạ. người ta chấp nhận được. Chú nói nha, bây giờ nè chủ nào cũng xây dựng nha, có thấy không, chủ nào bây giờ cũng xây dựng. Hồi đó Sài Gòn hồi trước giải phóng đó, nó nhỏ lắm nha, xung quanh nó thuộc tỉnh Gia Định đó nha, Yeah. gồm Tân Phú dài dài ra ha. Bây giờ con thấy coi trời ơi, vô xây nhiều cái nhà thấy ngộp thở luôn, mà nhà 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 khu quy hoạch như nhà chú ở bây giờ con biết sao, không khu quy hoạch nó nhà của chú á, Chú Nghĩa ở đâu chú Nghĩa? chú ở Bình Tân Bình Tân là gần chỗ Nhàn Duy hả chú? ở chỗ Nguyễn Thị Tú vô á nha, Dạ. nhà của chú á bây giờ á, mà nếu mà thấp nhất như nhà chú cũng phải mười mấy tỷ á. Trời, con nghĩ nghĩ thử coi hồi đó làm gì cái miếng đất ruộng này được nhiêu tiền, mà bây giờ nó phải mười mấy tỷ, đất cả chục tỷ á, con nghĩ đi, phải nhân lên, nhân cái lên không đó. Mười mấy tỷ thì con cứ coi như gom gom lại coi như 500.000 đi, cho dư thêm chút. Nếu chú qua Cũng Mỹ đúng sống thì đó, chú mua được cái bên Mỹ nhà chưa chắc rồi. bằng ở ở ở Việt Nam phải không ha. Dạ. Hồi chú mua đất chú có 1 tỷ 4 mấy triệu à, chú xây nhà lên rồi khoảng 2 tỷ mấy à. Bây giờ mười mấy tỷ gấp mấy lần, không chỉ tôi coi mà Đó đó bây giờ là nói chuyện là mới nay với khoảng mấy Mỹ. năm thôi đó, mới mấy Nói năm chuyện nay thôi với đó. Việt Kiều, nói chuyện với Việt Kiều Mỹ là bây giờ mình với nó là ruộng rau muống nhà tôi bán mười mấy tỷ thôi. Ồ, chú có một miếng đất ở ở Hà Tiên á, trước kia đó biết sao?
Bây giờ con tưởng tượng nữa có nó bao nhiêu tỷ một mẫu đất Dạ. ở đó, nhiều tiền lắm. Cho nên bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nó lên nhiều lần lắm nha, bây giờ nó đẹp hơn nhiều lắm. Chỉ có một cái đông dân quá, chạy xe Honda hơi nhiều, kẹt xe nhiều lắm. Thì xe nhiều thì cũng chứng tỏ một phần là kinh tế mình phát triển nên mới có xe nhiều, nhiều người đi ra đường chạy với chú. Chứ như hồi xưa con thấy không có lẹt đẹt nữa đâu có nhiều đâu. Cô biết không, Tết đó hả, mình thấy cái thành phố mình nó vắng teo à, vừa mà không phải Tết đó là đông lắm. Vậy tốt chứ, bởi vì sao phải không, xã hội nó vận hành mà, đúng không, xã hội nó vận hành, mỗi người kiếm lấy miếng cơm miếng nuôi gia đình. Chú thấy mấy đứa trẻ trẻ rồi nó về chỗ chú rồi, bây giờ nó mua nhà mua đất hết trơn rồi đó. Hồi đó biết sao mà gọi là hay lúa không à, mà lên đây biết giờ đứa nào có nhà có đất hết trơn, có nghĩa là như vậy là tốt, như vậy là cái thu nhập nó tương đối tốt. Thật ra thì không phải là chỉ ở khu vực của chú hay là các khu vực ở cái khu vực của chú hay là các cái khu vực ở ở lân cận đâu, con nghĩ là tất cả các quận huyện ở trong thành phố này, cả Bình Chánh cũng đang phát triển đó chú, Đúng rồi. là rất là Cậu những, biết nói chung là là trong Duy nhiều Nguyễn quận lớn là không? phát triển hết rồi. dạ Duy Nguyễn á, cái khu nó ở đó hồi dạ xưa đó, cậu biết không? Trời Duy Nguyễn là đất gần nhà ơi, chú đó, Bình cái khu Tân đó đó. thôi, sợ lắm, ít có người dân dám vào đó lắm. Mà bây giờ con thử tưởng tượng coi nó bao nhiêu tiền, kinh luôn đó, nó phát triển rồi. Cho nên nó Dạ. Việt Kiều á, bây giờ á, nhiều khi á, thua Việt Cộng. Nói nghe tức cười, nhiều khi Việt Kiều nhiều khi thua Việt Cộng là vậy đó. Nói quá Dạ đúng rồi đáng chú. chút nha. Nhưng mà thực sự ra cô biết không, chú coi ở trên mạng chú thấy rất nhiều người Việt Kiều họ cũng khó khăn lắm, chứ không phải ai cũng 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 khá giả đâu. Ở đây mấy đứa trẻ trẻ rồi bây giờ nó giàu lắm, nhiều đứa rồi biết sao, mấy đứa nó đi làm á, nó đi làm nó cũng thu nhập cũng tốt. Cái nói chú cho là tương đối tốt, mặc dù là mình chưa bằng người ta, đúng không, chưa theo như cái mong muốn, nhưng như vậy là tốt rồi. Thôi với như năm Dạ. mới giải phóng là kinh khủng lắm, đói ghê lắm, con chú nó nằm mà nó sấp rộp cái bụng nó luôn rồi đó, có bao nhiêu gạo để dành cho nó ăn hết, cha mẹ ăn lúa mì, ăn ăn khoai mì đó, nói con nghe vậy đó. Thì đó là sự thật, cái gì nó không tốt mình cứ nói nó không tốt, mình cần gì phải tô hồng nó Tại quá. vì á thì như chú thấy rồi đó, nói chung là mấy anh ba que thì cứ hay lên đây nói vòng vòng không à, tụi con nghe tụi con cũng mắc mệt rồi, trả lời hoài nó cũng chán. Mà nếu mà bây giờ mà tụi con lên nói chuyện với nhau giờ mà không có máy ảnh thì tụi con buồn, Bởi nó thật là vậy vậy, không có máy chú ảnh thì tụi kêu con tụi nó buồn. làm gì cứ biết không, dịch gà, chú có kêu là chống cộng cực đoan gì đâu, chú kêu dịch gà không à. Tại vì biết sao, cái miệng thì quăng quát như con vịt, và con vịt và mà thêm hai người phụ nữ thành cái chợ, nghe không, còn gà thì ráng gái ngóc cái đầu lên gái cho nó hay, ở mà gái mà ta kê có đầu phùng mang lên đúng không, dựng buồm lên đúng không, mà chửi thôi. Cho nên chú có kêu nó lại, chú kêu nó là ba que nữa, chú kêu nó là gà vịt. Nói chuyện vậy đó thì con là thí dụ con muốn chú nói về cái gì đó, chú kể cho con nghe chuyện của cái thời mà chiến tranh chẳng hạn, để Thật thấy ra là nếu như mà gặp chú hôm nay á, chắc tối nay con phải lên danh sách lại, con phải lượt lại những cái thông tin con chưa biết để mà con hỏi chú. Chứ thật ra hôm nay sự xuất hiện của chú là một bất ngờ với con, tại vì là con không nghĩ là mời chú là chú lên. Rồi mấy hôm trước chú vô chú ghé vô chú coi có chút xíu rồi xong chú bỏ chú không đi, được hay khỏe, là chú chứ bận không được việc gì khỏe, chú đó. coi chút rồi chú thôi à, chú không được khỏe. Với có những cái chuyên đề thì có chuyện như con nói chuyện với Bình Dương chẳng hạn, chú thấy chú lớn tuổi rồi chú không muốn nghe cái đó, ví dụ như hai đứa nói qua nói lại chuyện này chuyện kia mà ấy vậy đó, hay là với ai lưu ly hay với ai đó, cái chỗ mà có vẻ mâu thuẫn như những cái chú đó, cái đó chú không muốn nghe. Thì sao biết không, nó Sao vậy chú? cũng Sao vậy tụi con nói không đúng hả? không phải không đúng mà là gì nè, nó không phải ở cái tuổi chú. Cái tuổi chú là bây giờ là nghe những cái gì mà có thể truyền đạt, sau đó là cầu mang lại truyền đạt cho tụi con á, hiểu được là như thế nào á, tốt, góp cho tụi con được cái sự hiểu biết thêm hay là, đúng không, cái kinh nghiệm sống. Chứ còn mà nói qua nói lại thì anh em giải quyết được rồi. Hai đứa nói Chú qua cầm nói chú lại nhắn gì với chú kìa, hả, chú cầm chú nhắn ai tin gì với chú kìa, chú cầm chú nói là tao mà về là tao kiếm thằng cha Nghĩa để trả thù trước. à, tôi anh cầm ơi, tôi tha nha anh cầm, bây giờ Chú tôi nhưng sợ mà chú lắm nghĩ chú rồi. ăn chay, chú nghĩ chú ăn chay, chú cầm mà có về dí con dí không được, tại vì chú cầm là chú dí bia không dí chú bia, dí đồ ăn thôi, mà chú nghĩ chú ăn chay trường dí sao được mà dí. Ok
Bây giờ mà anh về anh ăn với tôi đó, anh chịu nổi hay không đó, chưa biết rồi nha. Không biết ông chịu nổi hay không thôi à. Chú Cầm mà về giờ là quạng đi bắt lính, đi lính nữa bây giờ. Mà chú Cầm giờ đi lính bộ đội Việt Nam là sướng lắm chứ không phải giờ khổ như ngày xưa đâu chú Cầm ơi. Nhiều khi giờ chú về chú còn đăng ký Chú nói con nghe, hồi đó đó khác nha, bây giờ con muốn đi thi, con muốn vào sĩ quan á hả, không lính dễ nữa đâu nha, không dễ đâu đó. cơ. Chứ hồi đó thì nó khác, bây giờ nó khác rồi, nó có tiêu chuẩn này cái nọ, nó có chỉ tiêu, nó có này nọ hết trơn á, cho nên à, có biết lương của bộ đội bây giờ nó cũng sống tốt lắm, chứ đâu phải như hồi trước đâu, như tụi chú đâu, hồi tụi chú là cái chuyện đó không có nói, nhưng bây giờ nếu được như vậy chú mừng lắm. Để chi phải không, cái bụng mà nó no đó, cái lòng nó vững đúng không, trí của nó thông minh à đó, chú mong vậy đó, chứ đâu phải chú muốn cứ nghèo hoài đâu, chú muốn mấy bộ đội giống chú cứ là lặn lội với sông với suối rồi là trong bồ trong lùm trong bụi đâu, chú muốn nó phải chính quy hiện đại đó, vậy đó. Tụi con còn trẻ vậy đúng không, đó là phải làm sao đó mà cho đất nước của mình giàu mạnh lên, dân giàu nước mạnh, chú mơ vậy thôi, còn nói theo chính thể gì thì cái chuyện đó lịch sử nó vận hành con biết rồi đúng không, nó qua từng thời kỳ, nó từng giai đoạn của lịch sử, thì tới cái giai đoạn nào thì nó tới đó thôi, mình đừng có làm, gọi là mình đừng có làm trước mà cũng đừng có làm sau đúng không, rồi lịch sử nó sẽ cán, nếu ai cản đường nó là nó cán hết, bánh xe lịch sử nó như vậy, cho nên là lịch sử nó vận hành thì tự nhiên nó sẽ đi theo cái của lịch sử, cái quy trình của cái lịch sử thôi, phải không con? À, Dạ có đúng rồi nhiều chú. người thì họ nói này nói kia chứ chú cứ bình bình thường lắm, cái sống bây giờ nó thiệt ra là Tại tụi con bây giờ tụi gãy tụi con giờ cái tuổi của con rồi còn chưa nói là con cháu con chỉ nói thời con rồi con đã cảm thấy là sướng rồi. chắc chắn bảo đảm là phải sướng hơn, chú lấy cái đời chú với lại con chú biết sao không, trời ơi tao nói thiệt tội nghiệp nó lắm, nó rất là tội nghiệp, nó ăn uống thiếu thốn này kia nọ đó, mình không biết làm sao, bây giờ trong mình bây giờ mình trông như là con của mình, cháu của mình đó, nó phải khá hơn con của mình đúng không, vậy thì phải nỗ lực, mỗi người nỗ lực, chú nỗ lực cho tới chừng nào buông tay thôi nha, chứ bây giờ mà mình nói mình nghỉ ngơi thì nói thiệt ra cũng chưa phải lúc, nhưng mặc dù chú không được khỏe lắm đó, nên cứ vậy đó, đời cha truyền cho đời con đời, mà nhưng quan trọng nhất là giữ vững cái độc lập, giữ vững cái đất nước, đó là nghĩa vụ của mỗi người đúng không, làm cho nó giàu lên để Đúng. nó mạnh đó, cái đó là mình vậy đó. Còn làm cách nào tụi con cố lên đúng không, tao đâu chỉ được, mà thật ra tao có biết giỏi hơn tụi bay đâu, bây giờ mấy đứa mày thông minh lắm, tao thua tụi bay rồi, chỉ chặt lắm đúng không Chú con? nói thì quá nhưng mà chú thì lớn tuổi chú có kinh nghiệm còn con có sức trẻ Hai cái cộng lại hỗ trợ nhau đúng dạ không? đúng rồi Ở bây chỗ giờ người chú ta nè, không dùng từ hỗ trợ người ta dùng từ tương tác đó chú mấy đứa nó biết sao, bây nó hỏi giờ chú á nhiều lắm, chú cũng góp ý nó nè, kinh nghiệm để làm giàu như thế nào nha, thì ở trong hoàn cảnh hiện nay làm sao để cho mình làm giàu đấy, và chú giúp cho nhiều đứa giờ giàu lắm, thằng ở gần chú đó, nó mua được cái nhà đâu 3 tỷ mấy ha, giờ xây nhà lên tổng cái giá trị nhà nó giá hiện nay 9 tỷ, mà nó khởi ra nghiệp bằng có 100 triệu mà quê vô đó. Nó gặp chú rồi chú mới bài cho nó, bài cho nó mới làm sao mà quá chú quá chỉ nói trời nó vậy nè, làm sao thất bại, còn mà làm thành công là mày phải làm, chứ mày đừng biểu tao làm giùm, còn nếu mày làm vậy là nó thất bại nha, nha mày làm cái này sẽ bị thất bại A B C 1 2 3 vậy đó, vậy đó, còn làm giàu là phải tự mình nỗ lực vì cái đó là của mình mới giữ được. Bây giờ vậy là chú Nghĩa tại vì nói chung mà con cũng không có nghĩ là hôm nay chú Nghĩa lên với tụi con nên là con chưa có chuẩn bị cái câu hỏi gì hết nhưng mà lần Thôi sau đi thì lần sau đi con phải về con nghĩ thêm một cái câu hỏi gì đó để con biết thêm nhưng mà về đừng có những bí cái điều hiểm mà lắm chú nha, biết bí hiểm lắm á, vậy giờ chú không được khỏe, tinh thần chú nói chung là nó cũng không được minh mẫn lắm, những cái ngày tháng này đó chú bệnh dữ lắm nha, dạ thôi thì thì lâu con lâu mà giải con đáp thấy được nào chú giải chú đáp cho con nha, để dạ cho bây mấy giờ đứa là chú có thể mà nếu mà chú cảm thấy là còn sức khỏe chú có thể ngồi coi tiếp là con mời một cái người mà nãy giờ hăm he chú lên con mời cái người nãy giờ hăm he chú trời ơi lên chú, con biết ông chửi chú dữ lắm, nhưng mà ổng chú không nghĩ phải là ổng chửi nãy giờ ổng chửi đây nè ổng chửi ổng đòi đòi hăm về kiếm chú đây nè giờ con mời ổng lên cho ổng hăm he giờ ổng hăm he thẳng với chú luôn
Dạ, rồi con cảm ơn chú Nghĩa. Vậy nha, có Dạ. chào các bạn nha nha. Dạ. Rồi con để chú xuống nha. Dạ. Rồi chú cầm ơi, chú cầm tay không? Đó chú cầm lên ham vậy thì chú cầm lên đây nè. Đó.